Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Đời bao giờ cũng kỳ lạ hơn phim, và nó đôi khi còn tồi tệ hơn tất cả những cuốn tiểu thuyết giả tưởng nào mà chúng ta từng được đọc. Vụ án của Diane Downs chính là minh chứng cho điều đó, ả cho chúng ta thấy chẳng có giới hạn nào dành cho cuộc đời và hành vi của con người. Diane tên khai sinh là Elizabeth Diane Ferguson, sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, cho đến năm 14 tuổi, ả bắt đầu lộ ra những hành vi kỳ lạ. Sau khi vào cấp 3, Diane bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc, trở nên trưởng thành hơn, hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi và kết quả là bị đuổi khỏi trường vì bại hoại đạo đức. Sau đó, Diane kết hôn với một bạn học có tên là Stephen Downs vào năm 1973 sau khi người này đi lính trở về. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi lại không mấy êm đẹp khi họ không ngừng cãi nhau vì tiền và nghi ngờ người còn lại ngoại tình. Trong thời gian chung sống, cặp vợ chồng có 3 người con, lần lượt là Christy, Geraldine và Jenny. Sau khi trải qua một loạt các cuộc ngoại tình với người đàn ông khác, một trong số đó được cho là bố ruột của đứa con út Danny, Diane cuối cùng cũng ly hôn với Stephen vào năm 1980. Vì phải làm nhân viên bưu chính toàn thời gian nên Diane thường nhờ chồng cũ hoặc ông bà ngoại trông hộ. Thế nhưng những lúc không ai giúp chăm con, Diane cũng không ngần ngại bỏ chúng ở nhà mà đi làm và giao lại công việc chăm sóc các em cho cô con gái lớn Christy, 6 tuổi. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, những đứa trẻ lúc nào trông cũng nhếch nhác và thiếu ăn. Điều này khiến hàng xóm xung quanh vô cùng lo lắng. Vào năm 1981, Diane gặp được một người đàn ông có tên là Robert Nick Knickerbocker và cả hai người bắt đầu một mối tình nóng bỏng mặc cho người đàn ông kia đã có vợ. Dần dần, Diane trở nên ám ảnh với Nick và không ngừng bảo bạn trai ly hôn. Thời gian trôi qua, Nick cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ với Diane và quyết định chia tay. Diane nỗ lực níu kéo bạn trai nhưng vẫn không giữ được Nick. Người đàn ông này cũng nhấn mạnh rằng anh ta không muốn trở thành bố của các con của Diane. Ngày 19 tháng 5 năm 1983, bên lề con đường vắng người ở Springfield, Oregon, Mỹ, Diane đã dùng súng bắn các con nhiều lần khi những đứa trẻ ngồi ở băng ghế sau ô tô. Sau đó, người phụ nữ này tự bắn vào tay mình trước khi lái xe đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, Cheryl đã qua đời, Jenny thì bị liệt từ phần hông xuống nửa thân dưới, trong khi Christy bị đột quỵ, làm giảm khả năng nói của em. Nói với cảnh sát, Diane khai rằng một người đàn ông tóc rậm đã bắn các con ả sau khi thất bại trong việc cướp ô tô. Tuy nhiên, nhân viên điều tra phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai và thái độ của Diane trước tình hình của các con. Sau đó, cảnh sát tiến hành lục soát nhà Diane và phát hiện một cuốn nhật ký. Trong đó, ả ta không ngừng nhắc đến Nick và nói về việc người đàn ông này không thích con nít. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện ra Diane đã nói dối về việc sở hữu một khẩu súng giống hệt như vũ khí mà kẻ thù ác dùng để tấn công những đứa con của ả. Một nhân chứng còn cho biết, thay vì tăng tốc nhanh chóng đưa các con đang nguy kịch đến bệnh viện, Diane lái xe với thái độ bình tĩnh, bắt buộc người này phải nhấn ga vượt qua ả. Nhân chứng quan trọng nhất lộ diện khi Christy hồi phục và khẳng định chính mẹ là người đã ra tay bắn 3 chị em. Ngày 28 tháng 2 năm 1984, Diane bị bắt và buộc tội tấn công, cố ý giết người và giết người. Trong thời gian phiên tòa diễn ra, Diane khiến cả thế giới sốc khi tiết lộ ả đang mang thai, thời điểm gây án, nhưng danh tính của bố đứa trẻ này chưa từng được tiết lộ. Sau khi Diane bị kết án tù chung thân, các con của ả, Christy, Diane và con út Amy vừa chào đời không lâu, được nhiều gia đình khác nhau nhận nuôi. Vụ án người mẹ nhẫn tâm ra tay sát hại các con gây chấn động này được dựng thành phim với tên gọi Small Sacrifices với sự góp mặt diễn xuất của Farrah Fawcett. Trong suốt nhiều năm, Diane vẫn nhất quyết khẳng định bản thân vô tội và liên tục đưa ra danh tính hung thủ khác nhau, khi thì là tên không tặc, cảnh sát tham nhũng, lúc thì là kẻ buôn lậu thuốc cấm. Diane bị cơ quan chức năng bác đơn xin tha bổng 2 lần trong thời gian ngồi tù. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay. Cụ thể, Radio Free Europe
gần đây chia sẻ video về hiện tượng thiên nhiên độc đáo xảy ra tại ngôi làng tên là Dinosa, nằm ở phía đông nam Montenegro, một quốc gia nhỏ thuộc bờ biển Adriatic, đông nam châu Âu. Quan sát đoạn video trên có thể thấy dòng nước chảy xối xả từ một thân cây cổ thụ dù trời không hề mưa. Người dân ở đây khá quen thuộc với cảnh tượng kỳ lạ này, nhưng nhiều khách du lịch lại vô cùng bất ngờ và hiếu kỳ. Theo một người dân địa phương chia sẻ, hiện tượng lạ này đã xảy ra trong ít nhất 20 đến 25 năm trở lại đây, và cây cổ thụ ước tính có tuổi đời lên tới 100 đến 150 năm. Theo góc độ khoa học, hiện tượng nước phun xối xả từ thân cây được giải thích khá dễ hiểu. Theo đó, mưa lớn là nguyên nhân khiến nguồn nước ngầm ngập úng, đồng thời tạo ra áp lực khiến nước bị đẩy lên thân cây thông qua các vết nứt và lỗ hổng. Điều này khiến nước trào ra và mạnh như vòi phun. Mạch nước ngầm bên dưới đồng cỏ có thể chứa rất nhiều nước sau mỗi trận mưa lớn. Chính vì vậy, sau khi trời mưa lớn, cây cổ thụ trên đồng cỏ này lại bỗng nhiên trở thành một vòi phun nước bất đắc dĩ. Mặc dù thân cây phun nước ở Montenegro thực sự là có một, nhưng đây lại không phải là bằng chứng duy nhất về hiện tượng nước phun trào khỏi mặt đất sau một trận mưa. Thật vậy, ở ngôi làng Tahala tại Estonia cũng có xuất hiện một chiếc giếng bắt đầu phun nước sau những trận mưa lớn. Chiếc giếng này được đặt ngay trên một con sông ngầm, do đó sau mỗi trận mưa, nước mưa chảy tràn vào sông, áp suất nước cũng tăng lên tới mức có thể phun trào ra khỏi giếng. Trên thực tế, đôi khi nước có thể phun cao tới 0,5 mét. Hiện tượng kỳ lạ này thường diễn ra trong vài ngày, phụ thuộc vào từng cơn mưa lớn hay nhỏ. Trong thời gian phun trào, người ta ước tính có khoảng 100 lít nước được phun lên mặt đất mỗi giây. Trước đó, hiện tượng nước chảy ồ ạt tràn lên cả miệng giếng ở Tahala được người dân địa phương chia sẻ là ẩn chứa một truyền thuyết huyền bí. Theo truyền thuyết, những người dân địa phương thường kể lại cho các du khách nghe về câu chuyện các phù thủy của Tahala. Chuyện kể rằng, các phù thủy ở ngôi làng này hay tụ tập ở phòng tắm hơi dưới lòng đất và đánh nhau với các nhánh cây bạch đàn khiến nước phun lên trên bề mặt. Họ gọi đó là chiếc giếng của phù thủy. Đây thực sự là một hiện tượng kỳ lạ đối với những người lần đầu đặt chân tới vùng đất này.